Rồi, chào mừng mọi người quay trở lại với chuỗi 100 ngày cô cùng Angler. Và hôm nay là ngày 13 và chúng ta sẽ tìm hiểu về content projection. Và trước khi mà mình nói về content projection là gì thì và nó giúp mình những cái điểm nào thì mình sẽ đưa ra một cái trường hợp trước, một cái use case trước. Thì ở đây các bạn nhớ ở những cái ngày trước chúng ta đã có làm một cái toggle component. Khi mà chúng ta học về custom two-way data binding, right. Thì ở đây mình đã thêm một cái questions, hai cái true và false, và mình sử dụng hai cái app toggle này. Thì ở đây chúng ta sẽ có được hai cái toggle hoạt động. Mình muốn bỏ cái outline. Thì ở đây mình sẽ có hai cái toggle hoạt động. Thì bây giờ mình muốn thêm vào, ví dụ như header là cái toggle này nó tên là vì gì, nó là question gì và nó có những cái giải thích gì, thì nó thêm content vào cho nó. Thì mình có thể thêm vào, ví dụ như mình có thể thêm vào một cái header, một cái toggle label, một cái toggle content. Mình sẽ thêm ba cái input này vào cho cái component của mình. Thì bây giờ mình có thể viết, bắt đầu mình có thể viết gì hello nó là string cho nên mình sẽ không bind vào cái gì cả ha. Mình sẽ viết là question one content one. Tương tự này mình sẽ cho nó hai. Đấy, thì hoàn toàn các bạn có thể viết và truyền vào input để mình render. Và bây giờ có một case là bây giờ ví dụ như ở question one giữ nguyên, nhưng mà ở question 2 và question 2 mình muốn thêm một cái nút, mà cái nút này á, là để cancel cái thằng header này. Ví dụ như là mình chọn mình skip á, kiểu như mình skip, hoặc là có question mình không skip được, có question mình skip được. Thì bây giờ mình muốn ở question 2 này mình skip được. Thì bây giờ có phải là cái nếu mà có dùng input tiếp thì các bạn phải vào trong cái toggle component này, các bạn thêm một cái tiếp là gì, class skip, right. Rồi các bạn phải thêm một cái button gì đấy, button và skip chẳng hạn. Và các bạn phải có một cái ng if ở đây là skippable hoặc là can skip ha. Mình có can skip thực truyền vào là gì, một cái input can skip. Boolean. Có một can skip và các bạn phải có một cái output là khi mà người ta skip mình phải có một cái output. Rồi mình sẽ thấy thì ở đây bây giờ mình muốn cái question 2 skip được, mình sẽ đặt cho cái question 2 này là scan skip chẳng hạn. Thì nó có skip. Các bạn thấy là mình chỉ thêm một cái feature khá là nhỏ thôi, mà mình phải thêm một cái input, một cái output, phải render bằng ng if đồ đấy. Thì có cách nào nó hay hơn không? Thì có cách, đó chính là content projection. Thì content projection có nghĩa là các bạn sẽ thấy ở đây á, cái việc render những cái content này, những cái content question header, và cái button này, cái skip này đều là do cái thằng toggle component nó render. Mình có thể sử dụng app component, cái parent render những cái đấy và mình sẽ project, gọi là chiếu đúng không? Cái project các bạn, projection, projector máy chiếu á, mình sẽ chiếu những cái content này lên trên cái component này từ bên ngoài. Có nghĩa là cái việc render nó sẽ phụ thuộc vào bên ngoài chứ không có phụ thuộc vào bên trong thằng
toggle component nữa. Thì bây giờ chúng ta sẽ sửa sửa các cái header này trước ha. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng tới là ng-content. Thì ng-content nó chính là content projection. Thì content projection sử dụng thế nào? Thì trước tiên là mình phải đặt ng-content vào những cái chỗ mà mình muốn render trước. Thì mình sẽ render trước ở đây, render trước ở đây. Thì mình sẽ giữ cái skip button này lại. Thì ở trong cái component mình sẽ không có ba cái đó nữa. Và bây giờ quay lại thằng app component của mình, thì mình sẽ không còn những cái này nữa. Đấy. Thì entry content, thì cái content mà mình tham chiếu lên cái component này, nó sẽ mình sẽ biết ở đâu, mình sẽ viết ở giữa hai cái tab của cái component này. Đó cái từ đó đến giờ các bạn tạo component, các bạn chưa có biết ở giữa hai cái component này bao giờ. Thì đây là cái cú pháp của Angular để mình có thể dùng content projection, đó chính là viết element, viết cái template vào ở giữa hai cái tag của cái component. Thì bây giờ mình sẽ viết vào một cái gọi là H3 ha. Và mình sẽ là header 1, cái này của cái 1. Kế tiếp mình sẽ viết label là question 1 và một cái p là question sum là content 1. Rồi kế tiếp mình sẽ viết ở đây là 2 2 2. Ok, ở đây các bạn thấy không, có cái gì nó lạ không? Header của mình nó phải nằm ở trên cái toggle button chứ tại sao nó nằm ở dưới này? Thì bây giờ quay lại đây, thì cái bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu check, mình sẽ check xem nó render như thế nào. Thì các bạn sẽ thấy là nó render cả ba thằng này ở trong cái div content, mà đáng là nó phải render ở cái thằng header ở lên đây, thằng question lên label, cái chỗ content này chỉ có mỗi cái thằng tab này thôi chứ. Thì bây giờ quay lại đây chúng ta sẽ thấy là mình có ba cái ng content nằm ở trên cái hàng Angular, nằm ở trên cái template này. Angular khi mình nhìn vào á, nó không phân biệt được là có ba chỗ, có ba cái slot, có ba vị trí khác nhau. Giờ truyền cho tôi, ông truyền cho tôi ba cái này, tôi biết gắn vào đâu, cái nào vô đâu. Cho nên Angular quyết định là gắn cả ba vào cái cuối cùng, gắn tất cả cái content ở bên trong cái component tag này vào cái ng content cuối cùng. Thì trường hợp các bạn có sử dụng chỉ có một cái ng content thì các bạn không cần quan tâm, nó sẽ hoạt động. Nhưng mà bây giờ chúng ta có nhiều content thì chúng ta sẽ làm cách nào? Ở đây chúng ta sẽ sử dụng tới select. Thì trên cái content này á, nó có một cái attribute nó gọi là select. Thì select này á, nó giúp mình làm cái gì? Nó giúp mình có thể select được cái content nào để hiển thị ở trên cái vị trí này, content nào ở đây để hiển thị lên vị trí này. Thì ở đây á, cái select này, cái cú pháp của nó sẽ tương tự như một cú pháp của một cái CSS selector hoặc là một cái query selector. Các bạn có biết là khi mình viết là document.query selector đó, thì cái gì mà mình truyền qua cái query selector này á, là y chang mình truyền vô đây. Thì ví dụ ở đây mình muốn hiển thị cái thằng H3 lên đây, thì mình sẽ viết là H3 à, nó sẽ nhảy lên ngay lập tức. Thì bây giờ mình check lại cái element của mình, thì các bạn sẽ thấy là cái thằng header này nó render là đúng lên đây. Thì nếu bây giờ mình thêm class vào cho thằng này, toggle header chẳng hạn, mình thêm là header chẳng hạn, cái class là header. Thì tương tự ở đây mình sẽ phải đặt là một cái class là header. Thì quay lại cái toggle component của mình, thế gì mình làm H3 mình có thể viết là header để mình select cái class đúng không? Còn cái này select là gì? Select ID thì mình sẽ để là header. Đó, thì đây là select và ng content. Thì làm tương tự chúng ta sẽ có select
label. Thì bây giờ mọi thứ đã hoạt động như bình thường. Toggle label, chúng ta sẽ có cái label và cái content, nó sẽ vẫn cái content. Và cái header, chúng ta sẽ có cái header. Đó, các bạn sẽ thấy là nó render đã đúng rồi. Ok, kế tiếp. Thì trường hợp thằng trên này thằng trên này nó sao ta? Thằng trên này nó dùng cái label để nó render. Nhưng mà thằng như này không muốn, thằng này muốn sử dụng một cái component riêng cho cái label này. Thì làm cách nào? Ví dụ bây giờ mình có một cái span đi. Một cái span thay vì cái label. Đó. Thì mình check lại ở đây. Thì cái thằng thứ hai này á, nó đã bị cái hàng label của mình nó phải nằm ở trên cái toggle label, nhưng mà bây giờ nó lại nằm ở dưới này rồi. Lý do là vì mình sử dụng mình đang select label, thì cần cách nào để mình select nhiều selector khác nhau thì mình có thể sử dụng dấu phẩy. Thì như mình đã nói này, y chang CSS selector. Ở trong CSS selector các bạn muốn gán một cái style cho nhiều cái selector khác nhau thì các bạn dùng dấu phẩy, đúng không? Thì ở đây mình sử dụng span. Thì bây giờ nó đã render đúng cho các bạn là ở cái label nó dùng span. Okay. Đó. Thì label span nó là element tag, và component nó cũng là element tag. Thì ví dụ như nếu mà các bạn có một cái component xịn sò để render label, thì các bạn có thể viết hoàn toàn có thể viết app label ở đây. Đó. Ok, tiếp tục. Bây giờ chúng ta sẽ xử lý cái thằng skip này. Chúng ta có thể viết cái thằng skip này thì tương tự. Bây giờ mình sẽ đặt là mình không dùng cái ng if nữa, mình sẽ không có cái button này nữa, mình sẽ có cái ng content và mình sẽ có gì select skip thì chấm skip hoặc là button, ví dụ button. Thì bây giờ ở đây mình sẽ có mình sẽ không cần hai cái này nữa. Quay lại đây, mình sẽ không có cái này nữa. Thay vì đó mình sẽ có cái button của chúng ta, thì nó sẽ hiển thị là skip cho các bạn. Thì đây là cái content projection. Ngoài ra còn cuối cùng còn một cú pháp rất là khá là hay ho của content projection, đó chính là ng project as. Thì cái trường hợp mà khi nào các bạn sử dụng ng project as thì ở đây mình có span ở đây, thì thay vì các bạn gán vào label ở đây thì mình có thể viết là ng project as bằng label. Và bây giờ mình có thể bỏ cái này đi thì nó sẽ render ra vẫn đúng cho các bạn, đó chính là ở đây là span. Thì cái thằng ng project as này á, nó giúp cho chúng ta có thể ok, tao là span, tao biết tao là span, nhưng mà làm ơn project tao là một cái label giùm. Thì đây là nó, cách nó là như vậy. Thì cái ng label, ng project as này nó cực kỳ hữu hiệu khi mà các bạn sử dụng ng container. Thì như các bạn đã biết á, mình có ng container ng container. Thì ng container nó không có được render, đúng không? Cái thứ hai mình là label. Yeah, right. Nó sẽ không có render cái tag cái ng container này, nó chỉ render cái giá trị bên trong của cái hàng ng container mà thôi. Thì ở đây á, vì ng container nó không có được render ra, cho nên các bạn không có thể dùng mà select mà mình select được cái thằng ng container đó được. Để cho các bạn thấy là cái ng container của mình á, nó đâu có được select và nó đã để lên cái toggle label đâu. Thì mình bắt buộc mình phải sử dụng label, mình phải select một cái khác và mình dùng ng project as trên thằng ng container để mình project cái container này ở một cái vị trí đúng ở trên cái component của mình. Thì chứng tưởng tượng các bạn có những cái, có nhiều cái quan trọng hơn, có nhiều cái ví dụ như trong này hơn, có một cái span và các bạn có một cái icon chẳng hạn,
hoặc là cũng burden nữa, some burden. Thì ở đây nó lại nó, mình không có bị render thừa. Như các bạn thấy ở đây mình sẽ không có render thừa một cái div nào hết. Nhưng mà nếu mà các bạn đặt là một cái div ở đây thì bây giờ nó lại bị render thừa một cái div. Đó, các bạn thấy không? Đó, thì đây chính là content projection ở trong Angular. Hy vọng các bạn đã học thêm một cái gì đấy. Hẹn gặp lại các bạn trong ngày kế tiếp.